Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo: Hãy nghe và hiểu cho rõ. Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà thưa rằng: Thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy. Đức Giêsu đáp: Cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Kính thưa anh chị em, đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa nghe đọc cho thấy ít nhất hai điểm này. Điểm thứ nhất, đối với Chúa Giêsu, luật cựu ước về phân biệt thứ dơ, thứ sạch theo nghi thức đã đến lúc phải chấm dứt. Ở trong cựu ước và trong truyền thống của người Do Thái có một cái sự chú ý đặc biệt đến tình cảnh của người ta là ô uế hay là thanh sạch theo nghi thức. Có rất là nhiều quy định và người ta phải cố gắng giữ. Mục tiêu ban đầu của sự phân biệt ô uế và thanh sạch là để người ta giữ mình cho xứng đáng để ra trước nhan Thiên Chúa thực hiện hành vi thờ phụng. Người ta phải giữ mình trong sạch để xứng đáng được thờ phụng Chúa. Ban đầu đó là một cái sự phân biệt cần thiết, hữu ích và tốt lành. Nhưng rồi dần dần với thời gian và với sự chai đá của lòng người, cái sự phân biệt điều thanh sạch và điều ô uế đấy đã biến thành một thứ như thể là ý thức hệ, và nó làm cho người ta trở nên nô lệ. Và hơn nữa, nó dần dần làm cho hình ảnh của Thiên Chúa ở trong tâm hồn và trong mường tượng của người ta, rồi cả trong cách diễn tả nữa, hình ảnh của Thiên Chúa trở nên méo mó. Thiên Chúa dần dần bị biến thành một vị thần chỉ thích những người nào thanh sạch theo quy định của luật. Thiên Chúa dần dần trở thành một vị thần khó tính, khó nết, bắt bè người ta và sẽ sẵn sàng loại trừ khỏi tôn nhan người những người không giữ hoặc không có khả năng giữ những quy định của lề luật về sự thanh sạch. Và thế là những cái sự phân biệt của cựu ước về điều thanh sạch và điều nhơ uế đã dần dần biến thành một chướng ngại vật ngăn cản người ta được hưởng lòng nhân lành và hưởng ân huệ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến, người mặc khải một khuôn mặt khác hẳn của Thiên Chúa, và người không chấp nhận sự phân biệt cái thanh sạch với cái ô uế, cái nhơ uế với cái thanh sạch theo những quy định của lề luật cựu ước. Bởi vì những quy định ấy, sự phân biệt ấy làm méo mó khuôn mặt của Thiên Chúa. Đó là điểm thứ nhất mà bài tin mừng này muốn nhắc chúng ta. Và kính thưa anh chị em, ở trong thực tế của cuộc sống chúng ta cũng vậy. Có những quy định ban đầu nó là những quy định tốt lành và nó nhắm một mục tiêu tốt lành, nó có những giá trị tốt lành. Nhưng rồi dần dần những quy định đấy biến chúng ta thành nô lệ và làm méo mó khuôn mặt của Thiên Chúa. Có rất là nhiều quy định như vậy. Hôm nay lời của Chúa mời gọi chúng ta ý thức rằng điều quan trọng không phải là những quy định của chúng ta, cho dù là bắt đầu được tốt lành. Điều quan trọng là làm thế nào để người ta có thể hình dung được, làm thế nào người ta gặp gỡ được vị Thiên Chúa nhân lành, vị Thiên Chúa yêu mến con người, vị Thiên Chúa bận tâm đến số phận của con người. Chúng ta ngày nay, trong những ngày này,
đang phải cách ly, phải giãn cách xã hội, phải đeo khẩu trang, phải giữ khoảng cách, chúng ta phải cố gắng, thậm chí là phải phong tỏa cả một cái khu vực nào đấy hay những con người nào đấy vì họ có nguy cơ, hay là những nơi đó có nguy cơ đang có virus corona. Những cái nỗ lực đó là tốt lành. Ví dụ như hôm vừa rồi, chúng ta phải cẩn thận với những cái nguồn lây bệnh từ Đà Nẵng. Nhưng mà từ chỗ đó đến đi đến chỗ kỳ thị những người từ Đà Nẵng về, từ chỗ đó đi đến chỗ kỳ thị dân Đà Nẵng thì đó là sai rồi. Sự phân biệt và kỳ thị dựa trên những yếu tố bề ngoài như thế, cho dù ban đầu là với ý hướng tốt lành, nó cũng sẽ dẫn đến những sự bất nhân và nó dẫn đến những cái sự chà đạp, nó dẫn đến những cái sự khinh thường, nó dẫn đến những cái sự làm hại và xúc phạm người khác. Đến ngay ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn đang phải đối diện với vấn đề như vậy. Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta biết những sự phân biệt như thế, cho dù là cần thiết chăng nữa, thì vẫn phải ở bên dưới lòng thương xót, tình yêu và sự kính trọng phẩm giá của con người. Điểm thứ hai mà bài tin mừng này muốn nói với chúng ta, và tôi muốn mời anh chị em suy niệm hôm nay, lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng điều quan trọng hơn đó là chính cái giá trị luân lý trong đời sống của con người. Người ta cần phải có một lương tâm trong sạch và một ý hướng ngay thẳng. Và nhờ cái lương tâm trong sạch và ý hướng ngay thẳng ấy, người ta mới xứng đáng được hưởng kiến Thiên Chúa, chứ không phải là sự tuân giữ những nghi lễ, những nghi thức bề ngoài, những quy định của lề luật về sự thanh sạch hay sự nhơ uế. Ví dụ ngày xưa đối với người Do Thái, một cái mụn ở trên người, một cái cơn bệnh ngoài da có thể làm cho người ta mất đi cái quyền được thờ phượng Thiên Chúa, được hưởng kiến nhan Thiên Chúa. Sự phân biệt sạch dơ đối với người Do Thái nó nghiệt ngã đến cái mức độ như vậy. Một người đói và ăn thức ăn vào cái lúc mà bị cấm, hay ăn thức ăn mà chưa kịp rửa theo nghi thức, cũng có thể bị coi là nhiễm uế, và vì vậy họ bị mất quyền thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói không, điều quan trọng là lương tâm ngay lành, là ý hướng ngay lành, là sự lương thiện từ trong tâm hồn. Chính cái tâm hồn thanh sạch, lương tâm ngay thẳng, ý hướng ngay lành của chúng ta mới làm cho những lời nói, những hành động của chúng ta là tốt hay là xấu. Và vì vậy, chúng ta có xứng đáng được hưởng kiến nhan Thiên Chúa hay không? Điều quan trọng là xuất phát từ lương tâm ngay lành và ý hướng ngay thẳng trong tâm hồn của chúng ta. Hôm nay lời Chúa nhắc cho chúng ta điều đó. Lời Chúa nhắc cho chúng ta điều đó. Virus corona là đáng sợ, nhưng có lẽ còn đáng sợ hơn nữa là sự tà ác từ trong lòng của con người. Xin Chúa cho chúng ta giữ một cái lương tâm ngay thẳng. Xin Chúa giữ cho chúng ta ngày hôm nay giữ một cái ý hướng ngay lành trong mọi suy nghĩ, trong mọi lời nói, trong mọi hành động của chúng ta, để chúng ta xứng đáng được thờ phượng Thiên Chúa và trở thành con cái của Thiên Chúa. Xin cảm ơn anh chị em.